Nhiều người thường nói nếu như chúng ta tới với Cam Tum mà chúng ta chưa ăn gỏi lá thì chúng ta đừng nên về. Đó là lý do tại sao Lâm Phi có mặt ở đây ngay quán Út Cưng, địa chỉ là 45 Trần Cao Vân, để thưởng thức món gỏi lá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vô trong quán đi. Follow me. Nè, thấy chưa? Một mâm lá, quá trời lá luôn. Đủ tất cả là 70 mấy loại lá. Bây giờ mấy cái này thì em ăn hoài thì em quen rồi. Bây giờ em nếm thử mấy cái lá. Đắng thiệt. Đây, xin mời mọi người hãy xem chị cuốn mẫu một lá nè. Ơi, một cuốn nè. Không có ở đâu mà có được một cái món ăn mà có gồm được tất cả các đủ vị như là đắng cay, chua chát, mặn nồng, ngọt, liệm. Trời ơi, nè mọi người coi nè, chị cuốn nè. Trời như là một đóa hoa vậy đó mọi người. Rồi mời mọi người ăn nha. Đây mời mọi người. 2, 3, vô. Trời ơi thiệt sự là muốn, trời ơi. Quéo. Quéo hết trơn luôn. Đó, mọi người thấy không? Tại vì đây á, là Cam Tum, là Tây Nguyên, là cái phố núi rừng mà. Cho nên chúng ta vừa vô cái đập vô mắt đầu tiên toàn là gỗ không. Đó, từ cái cầu thang tới cây trụ rồi tới cái những cái tay vịn cầu thang cũng toàn là gỗ không à. Bên phía bên này là có một cái nhà sàn làm trang trí thôi. Đi qua coi thử coi. Đây. À, đây là một cái mô hình nhà sàn. À. Cũng dễ thương ha. Đó. Trời ơi. Còn đây, đây là một cái cây nhãn. Cây nhãn này là chắc là cũng lâu đời dữ lắm rồi nè. Nó rất là bự luôn. Cái gốc của nó tẻ ra 2-3 nhánh luôn. Còn nó nghe là cái này cây nhãn đúng không? Cây nhãn này có được bao lâu rồi? Hồi nãy con nói bao nhiêu năm á? 100 năm. Trời trời. Cây nhãn này có 100 năm mọi người tin được không mọi người? Ôi, hèn chi nó bự quá trời bự luôn. Thôi, chúng ta đi. Đây, ở trong đây nè, thấy không? Trên cái vách tường nó cũng là trang trí những cái cây ấy, xong nó sắc là giống như tấm thớt vậy đó. Đây là cái vách tường nó cũng được trang trí là bằng gỗ. Rồi những cái này giống như những cái thân cây xong người ta cưa ra giống như là thớt vậy đó. Xong người ta chám lên, đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên trên cầu thang, lên tìm cái địa điểm nào đẹp nhất để chúng ta ngồi thưởng thức món gỏi lá. Đi. Đi. Đây. Đố mọi người biết gỗ này nè. Để làm cái cầu thang này là gỗ gì biết không? Biết không? Làm sao biết được. Tại vì do tôi hởm rài tôi ở trên đây nhiều rồi cho nên tôi rành dữ lắm. Đây á là thân của cây gỗ cà phê. Đó. Người ta kết hợp cho nhìn cũng đẹp quá ha. Nhìn nó cũng có uốn lượn cũng thành là một cái kiểu chứ bộ. Đây, đây là phía trên của cái quán. Ở đây thì ham tất cả mọi thứ đều bằng gỗ nè. Từ cái sàn cũng bằng gỗ nè. Bàn ghế gỗ thì mình nói rồi. Trụ gỗ thì mình cũng nói rồi. Và những cái thanh xà ngang này cũng bằng gỗ. Đó, cho nên là ở đây nó tạo cho mình một cái không khí rất là mát. Đó, bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái bàn thiệt là đẹp. Chúng ta sẽ ngồi xuống và kêu món gỏi lá ra đây. Mọi người biết không, cái quán này thường thường rất là đông. Nhưng mà hôm nay giống như là vào trong cái mùa này với lại cái giờ này nói chung là hơi vắng chút xíu. Chị ơi, ủa, ở đây mình đặc sản là gỏi lá đúng không chị? Đúng rồi, người ta nói là tới Cam Tum mà chưa ăn món gỏi lá thì coi như là chưa tới Cam Tum đúng không? Dạ. Dạ, coi có đúng vậy luôn hả? Dạ. Lá thôi mà có gì đâu mà đặc sản. Thôi chị cho em thử một phần đó đi. Dạ. Em khỏi còn coi menu luôn. Dạ, dạ cảm ơn ạ. Bây giờ mọi người nghĩ như thế nào nếu như tôi cầm cái mâm lá này và tôi muốn mâm á, kiểu tôi lật thì nè. Trời chắc hết ăn luôn á. Nè, thấy chưa? Trời ơi, đúng là món gỏi lá luôn. Mình nghe cái tên gỏi lá tưởng là lá nó sắc nhỏ là xong nó trộn lên giống như mấy cái gỏi mà mình hay ăn. Ai về gỏi lá là đem lên là một mâm lá quá trời lá luôn. Đâu bây giờ để mình coi thử trong cái mâm lá này mình biết được nhiều loại lá không nha. Trời ơi. Này chắc khỏi cần giới thiệu ha. Hành lá. Đây. Còn đây. Đây là lá mơ. Đây. Còn đây là cải xanh. Đây. Rồi cái gì nữa ta? À đây. Đây là cái gì hay bỏ vô phở này quên mất tên rồi. Ngổ, đúng rồi, ngổ. Còn thấy có đây. Đây là rau má.
rau má, xong rồi kế bên là rau đắng mọc sau hè. Đó, rồi đây là có lá mận nữa nè, đúng không? Trời ơi, thông minh quá Phạm Huy ơi. Lá mận. Rồi thấy hình như là có đây. Cái đây là ngò gai. Rồi đây là rau thơm. Nói chung là rất là nhiều loại rau mà mình biết. Còn những cái loại mà mình không giới thiệu chúng ta là mình không biết. Bây giờ trời ơi, bây giờ nhiều quá à. Thôi bây giờ ăn thử đi. Ăn kèm với món gỏi lá này là có đây nè. Cái này thì quen thuộc rồi, đi đâu cũng thấy ha. Cái này là thịt heo luộc. Con này là con tôm hay con tép tôi cũng không biết được. Con tôm nhỏ thôi. Đó, trời ơi, tôm. Đó, còn đây là đậu phộng mày biết rồi. Cái đây là mọi người biết gì không? Đây. Đây chính là bì. Bì làm từ da heo á, xong rồi nó sắc nhỏ ra giống như bì mà chúng ta ăn cơm tấm vậy đó. Còn này là lạ nè, cái này là lạ là không biết nè. Ngửi thử coi. Nhìn nó thì nó giống như là cơm vậy đó, mà nó có cái mùi của giống như là nhìn cái hạt thì giống là hạt cơm, mà nó cái mùi là cái mùi giống như mùi rượu, mùi cơm rượu á. Còn đây là có phải là hay là gì thôi, đợi một lát nó hỏi cho chính xác chứ mà công nói sai là mọi người đánh giá tôi nữa. Trời ơi, coi nè, ăn gỏi lá mà cho muối. Muối nè, cái hạt muối nè mọi người coi nè. Muối này là muối hột. Muối này là muối bự lắm á. Thôi kệ đi, người ta ăn được mình ăn được. Bắt đầu ăn thôi. À, có tiêu, có ớt này đầy đủ nha. Bây giờ ăn sao ta? Trời ơi, ăn sao trời. Đây. Cải. Mình ăn theo mình suy nghĩ thôi nha, chứ mình cũng không biết đúng hay sai nha. Rồi, bây giờ mời mọi người cùng với lại Phạm Huy trải nghiệm thử cái món này nha. Chưa cắn nhỏ quá, chưa cảm nhận được. Đầu tiên á là nó sẽ thơm mùi lá. Khi mình bỏ lá gì vô mình ăn thì nó sẽ thơm mùi lá đó. Bên cạnh đó cái nước chấm này nè, bây giờ biết rồi. Cái này là mẻ. Mẻ này là Huy rất là ít ăn cho nên là nhìn không biết được. Nãy ăn vô cảm nhận hương vị mới biết được đây là mẻ. Bây giờ mình cuốn thử một lá nữa nha. Rồi, cuốn cũng chuyên nghiệp chứ bộ. Hai. Chấm vô. Mọi người ơi, ngon quá. Nhưng mà vừa ăn mà vừa rất là thắc mắc, tại vì không biết có những cái loại rau gì và không biết mình có ăn được hay không. Thôi bây giờ để mình mời cái chị hồi nãy ra, mình hỏi thử đây là loại rau gì, rồi nước chấm này là làm sao. Chị, đúng rồi, chị kéo cái ghế đây, chị ngồi cho em hỏi vài câu với. Chị, như là theo em được biết á, là trong cái mâm rau này nè, cái món gỏi lá này nè, thì nó có tầm bình quân là tầm 30 mấy tới 50, 70 gì loại lá đúng không? Vậy giờ ví dụ như là có khi nào mà cái số lá nó nhiều nhất là bao nhiêu? 70 mấy loại, nếu mà đủ tất cả. Đủ tất cả là 70 mấy loại lá. Trời ơi, lá đâu mà nhiều dữ vậy. Rồi chị làm đây vậy, chị có biết hết tất cả các loại lá này không? Dạ biết. Đâu, ví dụ bây giờ em chị cuốn mẫu cho anh cái nha, nãy giờ anh ăn như thế nào? Bây giờ trước khi chị cuốn mẫu á, thì bây giờ em hỏi coi ví dụ như cái lá này sao em nhìn thấy giống lá gì? Đây là lá sầm đất. Lá gì? Sầm đất. Lá sầm đất. Lá sầm đất. Em nhắc tên nghe coi. Nó không có mùi gì. Dạ, chát. Mùi chát chát hả? À, cái vị của cái lá này chát chát hả? Để em ăn nữa coi. Đúng rồi. Cái lá này có vị hơi chát chát. Rồi, còn những cái lá đây nè. Cái lá này quen dữ lắm. Thấy hoài đường, đi ngoài đường thấy cái cây này hoài luôn. Mà không biết đó là cái cây gì. Em nhớ được cái mùi của cái lá này nhưng mà em không nhớ tên. Dạ, cái này là cây đinh lăng á. Cây đinh lăng, trời ơi, thiệt. Nói là các em nhớ liền luôn á. Không thề luôn, lúc đầu chưa nói là em không biết. Không phải là không biết mà là quên. Nhưng mà khi nói là các em nhớ liền luôn, cây đinh lăng, đúng rồi. Em còn nhớ cái vị của cái lá này mà. Đó, thấy chưa. Rồi, bây giờ đây còn những cái lá này rất là lạ nè. Giống như cái lá này nhảy em nhìn vô em tưởng rau răm. Ai về không phải rau răm nha. Mà lại giống đúng không? Dạ. Nhìn nó giống cái lá rau răm nè, đó. Dạ, đây là lá hồng ngọc. Đây là lá hồng ngọc. Nè, đinh lăng. Nè, lá sầm đất. Rồi
lá này lá gì mà nó có cái phụ cái lớp màu trắng trắng này này, giống như cái lá từ bi. Cái lá từ bi, hình như là cái lá từ bi này á là chỉ có ở vùng đất này mới có thôi, hình như mấy chỗ khác là không có cái loại lá này. Trời này ơi, cạnh mấy bé, ví dụ trẻ con nhỏ hay cầm theo lá này để mình trừ tà. Đúng rồi. Ôi trời, mọi người ơi, tôi mới vừa biết được một thông tin đó, mọi người thấy chưa, đây là lá từ bi đó. Đây là lá từ bi, cái lá này á là hay đi nhà mà có em bé đó thì hay mọc cái lá này bên cạnh, đúng không? Đúng rồi. Ồ, nghe cái tên là biết liền luôn á ha. Rồi mình ăn được luôn hả? Dạ, ăn được. Đắng. Có vị đắng hả? Có vị đắng. Trời, đâu để em nếm thử coi. Bây giờ mấy cái này thì em ăn hoài thì em quen rồi. Bây giờ em nếm thử mấy cái lá. Đắng thiệt. Đắng nhưng mà đắng thiệt. Nó đắng thiệt. Trời ơi, nó từ bi. Cái tên nó từ bi mà sao nó đắng như vậy. Không, thật sự nếu như mà ai mà chịu đắng được thì ăn cái lá này rất là ngon. Cái mùi nó rất là thơm, nó thơm mà kiểu thơm nồng luôn á. Đây là lá từ bi. Biết rồi, đây là biết lá từ bi. Và đây là lá từ bi, xin nhắc lại cái thông tin là cái lá từ bi này không phải là ở đâu cũng bắt gặp được, mà chỉ có tại vùng đất Công Tâm này mới có thôi. Đây, con này là này là biết rồi, tàng ô ngài cứu. Đúng rồi, trời ơi chị, em tưởng em sai. Cái này là cây ngải cứu. Nhưng mà cũng có những chỗ người ta gọi cái lá này là tàng ô. Cây này cây tàng ô. Chắc là anh. Ủa, phải không ta? Đúng không? Em là ngải cứu. Ngải cứu hoa chữa đau đầu. Ủa phải không ta? Khác đúng không? Hình như là em lộn á mọi người, em lộn nhưng mà chị lộn. Ngải cứu như mọi người nè, xoay một vòng nè, đó. Lá này là giống mấy cái cây xanh ngoài đường quá vậy? Dạ thì đúng, cây xanh ngoài đường. Đây là gì chị? Ngạnh đỏ. Ngạnh đỏ. À trời ơi, em lại phát hiện ra một thông tin nữa rồi. Cái ngạnh đỏ này á là nó chung vùng đất với lại cái lá từ bi này, là chỉ có ở Công Tâm mới có được cái lá ngạnh đỏ này thôi. Rồi ngạnh đỏ. Ê, hình như em thấy có lá sung nữa sao á. Lá sung. Trời. Lá sung này ăn vô là sung rồi sao trời. Nè, lá sung này thì ai cũng biết rồi đúng không? Đó. Sung. Ủa, lá sung này mà ăn được luôn hả? Thường thì em thấy là cái trái sung thì ăn được. Dạ. Mà cái lá sung này ăn được luôn hả? Lá sung này ăn ngon, chắc. Ngon chắc. Chát nữa hả? Dạ. Oh, chát bằng. Đây còn những lá nào lạ nữa chị giới thiệu cho em nghe coi. Đây là lá châm. Lá châm. Lá châm, trời ơi, lá châm này. Em biết lá châm không? Thì không đó. Lá châm này là sao chị? Ở anh có sông, có suối là có cây châm. Ở đâu có sông, có suối là có cây châm. Ở dưới quê em có biển. Dạ. Em ở vùng biển. Đây. Lá châm này thì nó cũng có mùi thơm nè, không biết ăn nó vị gì chị hả? Chát nữa hả? Sao chát hoài vậy? Ăn thử coi. Nó chát và nó hăng giống như cái vị của lá xoài, nhưng mà nó không có thơm bằng lá xoài. Đúng không? Ăn thử lá bứa chua. Lá bứa hả? Bứa chua hả? Lá bứa chua, nó có vị gì? Đừng nói chát nữa nha. Chua thì lá bứa chua. Lá bứa chua đúng không? Trong một cái chát ngoài. Chua chua vậy em chịu nè. Lá bứa chua này dễ ăn nè mọi người. Lá bứa chua này em ăn được. Còn nó bị chát quá thì em mới sợ thôi. Đây là lá sâm. Lá sâm. Dạ. Ôi nhiều loại lá quá mà mình không biết luôn. Mà mình nhìn nè, nó giống nhau không mà mình rất là khó thì giờ mà phân biệt được. Đây lá sâm. Nó cũng chua chua nè. Còn những lá nào đặc biệt và tiêu biểu nữa không chị? Thế bây giờ em cuốn mẫu cho anh cái đi không? Thôi bây giờ chị cuốn cho mẹ một mẫu nè. Dạ nhưng mà nãy giờ em nghiêng rồi chắc anh cũng cuốn đúng rồi. Em cuốn tào lao không à. Nhưng mà chị cuốn hạn chế cuốn cái lá nào chát nha. Dạ em sẽ bỏ lá to bên ngoài nha. Dạ cảm ơn chị. Và đây xin mời tất cả mọi người hãy cùng đến với chị ấy. Tên gì chị? Út Cưng. Chị tên Út Cưng luôn hả? À cứ gọi mày đi. Đây xin mời mọi người hãy xem chị cuốn mẫu một lá nè. Ơi một cuốn nè. Em sẽ bỏ lá to ở ngoài nha, em bỏ một trước để cho đủ vị. Dạ ok, cảm ơn chị. Có vị chua chát cay đắng mặn nồng. Trời ơi. Nhưng mà em nghe anh nói chắc có vị ngọt nữa đó. Có vị ngọt nữa đó. Đó thấy chưa. Chua. Chúng ta lên tới đây chúng ta có thể không có ở đâu mà có được một cái món ăn mà có gồm được tất cả các đủ vị như là đắng cay, chua chát, mặn nồng, ngọt liệm. Đúng không chị? Ngọt là do anh nói chứ chưa ngọt. Đây. Ủa vậy là một cuốn, vậy là chị tính cuốn mấy lá? Dạ em cuốn cái nào mà chị ăn nhất. Dạ. Dạ ăn được. Dạ. Ờ à, rồi. Hay quá ha. Nãy giờ mình cứ sợ là mình cuốn mình bứt nhiều lá lội vô quá nó bị pha trộn tùm lum mùi của mình ăn không được. Thì cái này em biết nè. É. Hẹ.
hẹn. Trời trời. Em thiệt biết, em không phải quên. Tại e với hẹn nó nên á, cái chữ e đó giống trong đầu á, là nhớ là hẹn mà sao không biết phân biệt là e tức ghê á. Thiệt, coi chương trình xong chắc đã chửi em chết luôn. Dạ rồi. Đây. Rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi tôm chứ. Dạ. 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 Wow. Trời giống nhìn. Ủa? Là ăn vậy hả? Dạ. Trời đất ơi. Thấy chưa? Bởi người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn mọi người à. Đó. Tại ai chửi tôi sao tôi chịu, tại tôi đâu có biết. Bây giờ tôi trải nghiệm tôi mới biết được, thấy chưa? Bởi vậy mọi người phải trải nghiệm nhiều lên nghe chưa? Cay 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 nha, cay nha. Cay, cay mới ngon. Trời ơi. Là chua chát cay đắng mặn nồng rồi. Trời ơi sao đẹp quá vậy? Cái này mày ăn luôn một lúc nha. Ở dạ. Hàn Quốc á. Ăn một lúc luôn. Trời. Trời ơi nè mọi người coi nè chị cuốn nè. Trời như là một đóa hoa vậy đó mọi người. Đây nè, đẹp ghê chưa? Nếu ai mà thích hoa hoa thì nhìn giống như đóa hoa. Có ai thích cà lem thì nhìn giống như cái cây cà lem á. Nè, bây giờ là hả không ra là em sẽ cuốn mẫu thêm cái em ăn cùng anh luôn để anh ăn thêm. Đúng rồi. Vậy thì cuốn này em đợi chị ăn chung. Không, ăn măng tiêu cho nó thơm. Rồi. Đó. Rồi mời mọi người ăn nha. Đây mời mọi người. Nè. Mời mọi người. 2 3 vô. Trời ơi trời. Cái ớt cắn trong miếng ớt. Trời ơi thiệt sự là muốn trời ơi quéo. Quéo hết trơn. Ớt mà còn tiêu nữa. Rất là cay. Nhưng mà ăn rất là đã mọi người. Trời ơi hèn chi. Ở trên này chắc ăn món này nhiều dữ lắm đúng không? Có da nè. Trời ơi trời. Da đẹp quá. Giỡn thôi. Chứ thực ra hồi nãy là Út Cưng đã cuốn cho Phạm Hy rồi. Thì bây giờ Phạm Hy sẽ xin được cuốn lại. Thử một cuốn coi thử có đúng như cái cuốn mà nãy Út Cưng cuốn không nha. Đây. Tàn điện đàm á. Trời ơi giỡn hoài. Dân nghệ thuật mà giỡn hoài. Đâu sao bự quá không ta. Bự hơi bự luôn đi. Lá bự ở ngoài đúng không? Và đây là lá cái gì đỏ. À, ngành đỏ. Ngành đỏ. Đây. Đây ngành đỏ. Bỏ lên cái lá cải. Một ít đinh lăng nhưng mà bẻ khúc đầu thôi. Vậy cái cây đinh lăng này nè. Cái thân cây nó rất là cứng cho nên ăn nó rất là đau. Nhưng mà tại vì cái mùi vị đinh lăng nó rất là thơm, rất là ngon. Này lá sung. Lá sung này lá nhỏ thôi à. Đây. Rồi, bây giờ ăn cái gì? Chơi nhau, chơi nhau. Ngại cứu không được. Không được. Chị không ăn được ngại cứu hả? Chị em bỏ ngại cứu vô. Bỏ ngại cứu vô. Xong rồi sau đó bây giờ mình phải cần có một chút cái độ sung sức. Chúng ta hãy ăn hành. Rồi chúng ta đây nè. Bây giờ muốn cho nó thơm tho sạch sẽ. Chúng ta sẽ bỏ thêm rau thơm. Đây. Bây giờ bỏ rau má. Rồi thêm vài cái lá nào lạ. Nãy giờ mình chưa bỏ. Má đường tàu nha. Ờ cái gì? Ăn rau má đường phá đường tàu. Trời ơi câu hay quá trời hay mà không hiểu. Rồi chắc đủ quá đó ha. Rồi cái cuốn nè. Đây nè. Mình lá này nó bự quá. Mình xé ra bớt. Rồi tay rung quá hả? Đây nè đó. Đây, từ từ này đó. Bé này. Bé này. Đây. Đó chúng ta sẽ cuốn. Nó xong mới được như hồi nãy ta. Sau đó là chúng ta sẽ bỏ một miếng thịt. Sau đó dít một miếng mẻ. Đi dừa thôi chẳng có nhiều quá ha. À, đó mẹ. Xong sau đó là ăn bỏ miếng tôm. Miếng đậu phộng nè. Đó ăn cho đậu phộng cho ho chơi. Tiêu. Ăn nhiều tiêu không? Thôi được rồi. Thôi được rồi hay dưa ớt. Cho một trái nhỏ này. Cho một trái nhỏ này được không? Đã thù dữ. Rồi đây mời Út Cưng. Rồi Út Cưng đi ăn đi. Anh Phạm Huy nha. Anh Phạm Huy mới cuốn cho mình cuốn này trời đẹp dễ sợ. Tôi cuốn. Sao mà dễ thương nó. Tôi cuốn, tôi cuốn đó trời, tôi cuốn luôn. Dạ ăn đi. Mời mọi người nha. Sao là cái gãy cứu đó sao? Đó. Trời ơi, nhìn người ta ăn á mà trời nó đã nhai cái nó kêu rớp rớp rớp. Trời ơi mà còn chắp nữa chứ. Trời ngon quá à. Đây.
Em xong chưa? Xong chưa? Nuốt rồi, khi nào nuốt rồi hỏi cái này cái nè. Biết sao không? Hồi nãy giờ Phạm Hy biết đây là mẻ thì cũng từng thấy cái món này qua rồi, nhưng mà không biết cái cách làm này như thế nào. Đó, cho nên bây giờ là chờ Út Cưng ăn xong sẽ hỏi thử mẻ này làm như thế nào. Ủa, Út Cưng chờ hỏi coi, cái này là mẻ thì cái cách làm mẻ này như nó như thế nào? Cái này làm từ bóng rượu. Được, cơm rượu đúng không? Cơm rượu, người ta gọi là bóng rượu. Ừ, người ta gọi là bóng rượu. Rồi làm sao, cái cách làm nó làm sao? Cái này cũng có gia vị tôm trứng. Ủa, là có tôm trứng thịt ở trong này luôn đúng không? Đúng rồi. Ồ, nhưng mà ví dụ như á, bây giờ Phạm Hy ăn cái món gỏi lá này mà không chấm với cái này, mà chấm với những món gia vị, món nước chấm khác có được không? Mình chấm với nước mắm cũng được, nhưng mà chấm với nấm không đúng cái gia vị đặc sản của nó. Ừ, chỉ có còn món... nếu như nước mắm thì mình ăn giống như bánh tráng thịt luộc mất rồi. À, đó là cái điều khác nhau giữa mà bánh tráng thịt luộc và cái món gỏi lá. Ừ, cảm ơn Út Cưng rất là nhiều. À, với lại ủa, cái quán này á là mình bán lâu chưa? 27 năm. Và 27 năm. Dạ đúng rồi. Ồ, lúc đó là tôi mới sinh ra đời luôn á. Đấy, ở đây là thường thì đối tượng là người ta vô đây là ăn nhậu hả? Dạ đúng rồi, ăn rồi uống rượu nếp. Ăn rồi uống rượu nếp. Gọi lá uống rượu nếp cộng. Đó là cái combo đi chung với nhau. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Trời ơi đúng á, bởi lên trên này khí hậu xe lạnh cho nên là cái gì cũng có thể đi đôi với lại rượu hết trơn á. Đó, hồi nãy giờ là trời ơi rất là may mắn hôm nay gặp được một người con gái rất là dễ thương, ăn nói rất là nhẹ nhàng, và đặc biệt rất là vui tính nữa. Cảm ơn về những chia sẻ của Út Cưng hồi nãy giờ. Nãy nó nghe nào, nãy ăn là sợ rau nó dính răng hả? Đừng sợ, dính rồi, dính từ nãy giờ. Giỡn vậy thôi chứ không sao đâu. Ăn mấy cái món này thì phải chịu cái sự dính răng thôi, chứ đâu có ai rảnh mà tưng ăn miếng xong thấy cái gương nó soi cười cái khẽ. Ừ đúng không, sao vậy được. Cho nên ăn thì cứ thoải mái đó. Cảm ơn Út Cưng về những cái chia sẻ và những cái giới thiệu những cái lá rất là lạ mà chắc là lần đầu tiên Phạm Hy cũng như mọi người đây biết. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye Út Cưng. Bye mọi người. Bye bye mọi người.